Đấy, các bạn nhìn thấy cái âu chuối đậu của mình bốc hơi nghi ngút. Đấy, nhìn có hấp dẫn không? Này mà các bạn có ít bún nữa ăn kèm thì tuyệt vời. Ok. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn tiếp tục chia sẻ cho các bạn món ba chỉ om chuối đậu. Đây thì để chuẩn bị được cái ba chỉ om chuối đậu thì mình chuẩn bị một ít thịt ba chỉ này. Đấy. Và cái nguyên liệu chính là thịt với đậu với chuối. Đây, mình nảy chuối xanh đây. Đấy, thì cái chuối này thì mình sẽ bớt 2 quả để mình luộc. Thì mình xay là mình làm cái sốt cho nó sánh, cho nó ngon, cho nhìn cho đẹp mắt. Bây giờ mình cho cái quả chuối vào mình luộc trước cho nó đỡ mất thời gian, cho khỏi đợi chờ nhé. Đấy, bây giờ mình cho quả chuối vào mình luộc. Thì đây là cái bã nghệ mà mình vừa xay ra. Thì còn cái này thì mình bã này thì mình sẽ cho vào đây mình luộc để lấy cái màu luôn. Đổ các bạn thì đổ đi thì cũng được, đổ đi thì các bạn phải lấy cái nghệ, nước nghệ các bạn luộc để cho vào đây. Tại vì đây mình luộc quả chuối thì không sợ là cái bã thì mình bỏ cái nước này đi. Các bạn luộc làm sao mà đến lúc mà chuối nó mềm chín ở trong thì mình bóc vỏ thoải mái thì ở trong nó chín quả chuối là mềm ra thì là được nhé. Cái chuối này thì bây giờ mình sẽ bóc ra, mình sẽ tước vào vỏ để mình thái. Thì trước khi tước thì mình sẽ cho một ít giấm vào. Các bạn có thể dùng cái mẻ, có thể dùng giấm, có thể dùng chanh, miễn là cách sao làm sao mà có cái chất chua để vào đây để cho nó khỏi thâm vị chuối. Đấy, bây giờ mình tước ra bỏ cái vỏ đây nhé. Các bạn xem kênh của Phùng Tấn thấy hay hữu ích thì các bạn nhớ cho Phùng Tấn xin một like, một đăng ký và một chia sẻ. Ai mà đăng ký rồi thì chia sẻ giúp Phùng Tấn, còn ai mà chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ Phùng Tấn nha. Rồi ok, mình để tạm đây, mình cái vỏ đây, mình thái cái chuối này ra. Cái chuối này thì các bạn cũng có thái, thích thái kiểu nào thì thái, nhưng mà mình muốn thái có kiểu con chì để khi mình nấu lên nó nhìn nó đẹp mắt mà nó không bị nát. Đấy, cái con chì thì các bạn bổ khoảng đôi thôi, xong các bạn bổ 4 là được. Đấy. Thì mình bổ đôi thế này. Đấy. Mình hay thích bổ cái kiểu con chì này. Còn có bạn thì các bạn cũng có thể bổ thái bát, thái chéo tùy. Nên làm sao nó hài hòa là được. Cái chuối xanh này thì các bạn nếu mà mua thì các bạn chọn các cái nải chuối nó ương ương nhá, nó xanh xanh nhá, chứ đừng muốn chọn cái quả chuối mà nó gần chín. Đây là của mình, cái chuối này của nhà, thật ra mình không phải để mua, thật ra mình chuối nó xấu quá, nó gần chín mất rồi. Đấy. Để thật ra nấu cái chuối này thì nó cũng không ngon bằng cái chuối xanh được. Chuối xanh hẳn thì nó sẽ đừng có non quá là được. Sau khi thái được cái chuối đây thì mình tạm thời mình để ngâm đây một tí. Nhớ là các bạn chọn cái chuối là chọn, các bạn chọn chuối còn hơi non nhé. Đấy, xanh thì nó sẽ màu sắc nó sẽ xanh, nó sẽ đẹp hơn và mình nấu ăn thì nó không bị hơi ngon ngọt. Cái này mình nấu lên khả năng hơi bị ngọt ngọt. Đấy, bởi vì là nó cũng ương ương rồi. Tại vì đây là của nhà thì có thế nào mình dùng vậy. Đây không phải mình nấu cho khách, món này của nhà có thì tiện cái này, chuối này có thì mình nhà hàng thì mình nấu cho nhân viên. Cái ba chỉ này mình sẽ cùng thái kiểu con chì. Cái món này mà có ít ốc nhồi hoặc là nấu với ba ba hoặc ấy là ăn rất tuyệt vời đấy. Nên mình nấu cho nhân viên, mình không thể nấu những cái đắt tiền được. Chính vì thế thì mình cũng muốn, hôm trước mình có tâm sự các bạn, có cái video mình cũng tâm sự là mình sẽ về nhà mình làm thì mình thích thì mình mua cái đấy mình làm theo cái thì nó sẽ chuẩn hơn. Còn đây thì có gì mình dùng vậy. Thì cái món này thì phù hợp với chị em phụ nữ gia đình, các bạn
làm cho gia đình ăn thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn ở nhà hàng thì nó phải có các cái đồ ví dụ như ốc hoặc là nồi chuối đậu hoặc ba ba hoặc gì đấy thì nó sẽ lý. Còn cái món này thì món bình dân thôi, chủ yếu là hướng dẫn chị em là cách nấu thôi. Đấy, cái thịt thì các bạn cũng thấy kiểu vuông vuông rồi này, kiểu con chì. Rồi đến cái đậu, cái đậu thì không có hai, có các bạn tùy thuộc, các bạn có thể cắt chia cái này làm ba xong cắt vuông. Đấy, nhưng mà mình cái chuối của mình bổ con chì rồi thì mình muốn cắt cái đậu cũng kiểu con chì như thế. Đấy, mình sẽ bổ đôi cái này thì nó sẽ hợp với cái chuối hơn. Tất nhiên là cắt như thế nào thì đấy, nên thì ăn cũng nó cũng được thôi, nhưng mà mình muốn làm sao để cho nó đồng nhất. Đấy, mình sẽ cắt cái đậu như thế này. Cắt cái này thì hoặc là nhỏ hơn một tí thì cắt thì nó sẽ khi mình dán nó sẽ khó hơn. Thế nhưng mà mình muốn cắt theo cái hình của chuối. Nhà hàng mình thì bán về đồ nấu nướng, khách chủ yếu là buổi tối thôi. Buổi sáng thì cũng hay rảnh thì mình cứ tranh thủ lúc nào rảnh thì mình làm cái video. Đấy, thì nhiều bạn không biết là bảo xong nhà hàng gì mà suốt ngày thì làm video bằng khách quá, nhưng mà không phải, mà nhà hàng mình bán về nấu nướng thì khách chủ yếu là buổi tối. Đấy, thì buổi sáng thì mình làm được cái rảnh thì mình hay làm, nhưng có hôm thứ bảy chủ nhật thì cũng rất là đông khách thì mình không làm được. Đấy, bây giờ trước khi để cho nhanh thì mình sẽ cho vào mình chiên cái thịt này qua cái đã. Chiên cái thịt với cái đậu. Cái xo này là cái xo nước luộc chuối, hai quả chuối này. Trong khi luộc thì cái chuối thì nó chưa chín, có hai quả chuối nó cũng chưa được thì mình cho luôn cái chuối mình đã thái vào. Thì nó vớt ra thì mình sẽ rửa bỏ cái nghệ là bà tính nghệ mà mình xay cái bát đấy. Ok, bây giờ mình để đợi tí lúc nào sôi lên một khoảng độ 1-2 phút là mình vớt được, 1 phút là mình vớt được cái chuối ra. Thì cái chuối mình vừa cho vào luộc thì nó sôi lên cái khoảng độ 1 phút cái thì mình lấy màu thôi. Mình sẽ vớt cái chuối miếng ra, còn cái quả nó cứ để đấy. Cái quả chuối mình cứ để đấy, mình luộc tiếp nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ rửa bỏ qua đi cho nó khỏi mùi nồng nặc của nghệ. Đấy, mình sẽ lấy mình cái ấy thôi, lấy mình cái chuối thôi, còn nghệ mình sẽ rửa mình bỏ đi, nhặt bỏ đi. Ok, bây giờ mình đã được cái chuối đã luộc được xong. Bây giờ mình sẽ cho vào mình chiên cái thịt, cái đậu, cái chuối này. Đấy, bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo dầu nó không ra tới những rồi. Bây giờ mình sẽ cho đậu vào mình rán nhé. Rán cái đậu này thì mình cắt chỗ này thì rán nó, nếu mà không cẩn thận là rất hay bị gãy, bị nát nhé. Nên các bạn đừng có đảo vội, nếu mà nó cứng cái đậu thì đảo mình nâng nát cái chảo thôi. Cái đậu này thì các bạn phải rán trước nhé. Mình rán đậu này, rán thịt này, rán chuối. Nhưng mà cái đậu này mình phải rán trước. Bởi vì đậu mình rán trước thì cái dầu nó mới thì nó sẽ đẹp màu cái đậu. Còn nếu mình rán thịt, rán chuối xong cùng cái mỡ này mình cho vào rán đậu thì nó sẽ không đẹp màu. Đấy, cái đậu này các bạn rán già già tí nhé. Thì khi mình om thì nó sẽ nhanh ngấm vào gia vị vào trong và nó không bị nát. Đấy, giờ mình vớt cái đậu này ra. Sau khi vớt đậu ra rồi thì mình sẽ cho tiếp cái chuối vào mình chiên. Chuối mình chiên thì nó sẽ
cứng như chuối và nó sẽ thơm hơn. Cái món này mình làm nó hơi cầu kỳ, thì nếu như mà bình thường các bạn mà bán hàng thì các bạn phải chuẩn bị cái chuối trước này, cái thịt đậu trước, cái thịt trước mình phải rán trước. Đấy, chỉ còn nguyên liệu chính ví dụ như là ba ba ốc thì lúc nào khách ăn bắt đầu mình mới làm thôi, thì cho cứ thế cho vào nấu thì nó sẽ nhanh. Kể cả nước mẻ, nước nghệ là mình phải chuẩn bị sẵn sàng, khách vào nấu cái nào chỉ trong vòng 3-4 phút, 5 phút là được món thôi. Còn nếu mà cứ khách vào bắt đầu mình chuẩn bị làm như thế này thì thực ra nó cũng rất mất thời gian. Đấy, bây giờ chuối mình chiên được màu đẹp rồi, cứng chuối rồi, mình sẽ vớt ra nhé. Đấy, các bạn nhìn miếng chuối của mình là rất cứng này, gió om nó không bị lát. Mình cho vào đây, mình được chiên nốt cái thịt. Cái thịt mình chiên sơ qua để nó hơi vàng vàng rồi thì mình sẽ vớt ra nhé. Ok, bây giờ mình bắt đầu đi chuẩn bị các cái gia vị. Đấy, bây giờ ba cái mình vừa chiên được ba cái đồ đây rồi. Bây giờ mình giới thiệu các bạn là thứ nguyên liệu gia vị của nó. Thì mình chuẩn bị một ít tía tô này, một ít lá lốt, một ít hành và ba nhánh hành khô để phi lên cho thơm. Quả ớt sừng, ớt này thì các bạn cho được không cho được mình chỉ thái mấy nát và mình điểm vào để khi nấu xong mình cho lên cho nó đẹp mà thôi, trang trí thôi. Ngoài ra cái gia vị của mình có mẻ này, mẻ thì mình đã lọc bỏ rồi này, còn lấy cái này cho nó nhuyễn cho nó thơm này. Ít hạt nêm, ít hạt tiêu, ít mắm tôm, ít mình chính và một ít bột canh. Ngoài ra thì mình có chuẩn bị một cái ít bát nước nghệ mình xay mình lọc bỏ rồi, thì bã nghệ mình vừa cho vào luộc quả chuối đấy. Thì bình thường thì mình nấu cái món này thì mình cho một ít nước cốt giềng xay. Đấy, mình lấy củ giềng mình xay ra, nhưng mà hôm nay nhà mình đang hết giềng nên mình cũng không đi mua cái đấy, bởi vì là nấu cho nhân viên thì thiếu một tí gia vị là nó không ảnh hưởng nhiều, thì mình thiếu cái đấy. Thì còn các bạn cho được không cho được. Đấy. Bây giờ mình sẽ trước hết mình sẽ thái cái này để mình nấu cái món này nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào mình bắt đầu mình nấu nha. Mình cho một ít dầu này và mình phi cái hành khô lên cho thơm. Tất cả những cái đồ phi để cho thơm các bạn phi phải đến cái tầm thơm nhé, thì nó phải có tác dụng. Đấy, mình phi đến cái tầm này là rất thơm rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái thịt vào mình đảo luôn. Cái này thì mình vừa dẫn mình phải tắt cái bếp đi để nói để cho các bạn nhớ. Có là bật bếp lên nói cho nhớ, lúc phải làm nhanh là các bạn không nhớ được. Thì bây giờ mình phi thơ cho vào thịt, mình thơ thơm hành thơm cho thịt vào rồi. Bây giờ mình sẽ cho luôn một ít gia vị vào đây. Cho một ít mắm tôm này. Cái này mà không có mắm tôm thì nó không nổi được cái vị của nó lên đâu. Nhưng mà mắm tôm là không, mình không cho nhiều đâu. Mình cho ít ít thôi. Cái này chặt thế nhỉ. Tôm thì các bạn lưu ý là mắm tôm nên cho vào cái lúc mà lúc khô, lúc xào thì nó sẽ không bị tanh. Còn nếu như bây giờ mình cho một nước vào đây xong mình cho mắm tôm thì nó sẽ tanh nhá. Cái này là cái rất quan trọng, cái khâu này rất quan trọng này. Đấy, mình cũng chỉ cho ít thôi, không cho nhiều lấy cái hương vị của nó thôi. Rồi mình cho một ít canh này, một ít mình chính này, một ít hạt nêm này. Mình sẽ đảo
cho luôn một ít mẻ vào đây nhé. Cái mẻ này thì mình cho tất chỗ này luôn, bởi vì là chỗ này khoảng độ đầy một chỉ đầy một thìa phở thôi. Mình cho là để tí nữa mình nấu cả tất cả từng cái kia cho bạn luôn. Sau khi ấy cho mẻ, mình cho luôn ít màu nghệ vào. Bây giờ các bạn đảo cho nó ngấm hết gia vị và muối vào đi. Xong các bạn cho nước vào. Xong mình cho nước vào, mình ninh cái này trước. Tại sao mình phải đảo thịt trước? Bởi vì là cái thịt thì bao giờ nó không chín nâu hơn, nâu chín, nâu mềm hơn chuối với đậu. Chuối đậu mình sẽ cho sau. Đây mà các bạn có nước xương thì các bạn cho vào, các bạn không có nước xương thì các bạn cho nước lọc vào nhé, ninh nhé. Bây giờ mình sẽ cho nước lọc vào đây nhé, mình ninh nhé. Cái này mình cho đủ nước để thì nữa mình cho đậu với cho chuối vào là nó vừa luôn nhé. Ok, tầm này mình ninh khoảng độ tầm 10 phút thì mình sẽ cho đậu cho chuối vào. Trong khi mình chờ đợi cái thịt ninh để cho nó mềm thì đằng nào mình cũng chờ đợi thì mình sẽ cho cái đậu và cái chuối vào đây để mình cho ít gia vị tẩm ướp cho nó ngấm luôn. Tí nữa thì sẵn cho vào. Thì các bạn có thể tí nữa xào qua cái chuối cũng được. Không xào thì các bạn tẩm ướp trong ngấm các bạn cho vào cũng được. Cho hạt nêm. Mì chính. Để thêm ít nghệ, một nước nghệ luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ xóc cho nó đều cho nó ngấm. Thì trong khi chờ đợi để khoảng độ 10 phút cái thịt nó mềm thì thịt nó ninh nó mềm thì cái này nó cũng ngấm là vừa. Rồi ok, thì nó bây giờ mình trong khi chờ đợi nhân thể thì mình cũng thái luôn cái hành với cái tía tô ra. Để tí nó sẵn cho vào. Cái này thì các bạn cũng không cần thái nhỏ đâu nhé. Mình thái vừa vừa thôi. Không cần thái nhỏ quá đâu. Đây, mình thái như thế này thôi. Đó, đồ om thì mình không cần nhỏ quá. Cái hành cũng thế. Nấu ăn các cái món này thì các bạn mà có cái nồi đất thì nấu xong cho vào thì cho vào lên cái bếp du lịch, ga du lịch cái bếp cồn thì ăn nó sẽ nóng, nó sẽ ngon. Mình nấu cho nhân viên thì không, nhà không có cái xong đấy, cái nồi đất đấy thì mình sẽ cho ra cái âu cái bát luôn để ăn. Thì trong này mình phải nấu chín luôn. Còn nếu như mà các bạn có nồi đất thì các bạn nấu chưa như hẳn được, xong rồi ra om vừa ăn. Ăn với cái này thì ăn kèm với, có thể ăn với cơm, với bún đấy. Nhưng ăn với bún rất hợp. Ok, nên đợi một tí nữa nước cái thịt mà nó mềm thì mình sẽ quay tiếp nhé. Thì cái chuối mình vừa bị vớt ra đây. Chuối mình luộc mình vớt ra, bây giờ mình bóc bỏ cái này đi nhé. Bóc bỏ cái này đi. Bây giờ cái chuối bóc xong rồi thì mình sẽ cho vào mình xay. Mình xay để mình làm cái bột thì nó sẽ cho vào xay sánh cái chuối, nó sẽ ngon. Mình ninh cái thịt này nó được gần mềm rồi thì mình sẽ cho cái chuối với cái đậu vào nhé. Cái này thì các bạn có thể xào qua được thôi, mình nhân viên là mình không xào và nhanh. Đấy. Mình sẽ cho vào cái này vào. Và cái đây là cái chuối mà mình đã xay ra, hai quả chuối mình xay đấy. Mình cho vào đây nó sẽ lấy cái độ sánh của nó rất ngon. Cái này mình lấy độ sánh thì nó sẽ sánh tự nhiên của cái chuối chứ nó không phải sánh của bột. Sánh của bột thì ăn nó không ngon.
Chuối với đậu vào rồi thì các bạn chỉ cần ninh khoảng độ tầm 5 phút đấy, là chuối của mình nó được, bởi vì là cái chuối của mình đã luộc rồi, đã rán rồi. Thế mình nêm nếm thử cái xem là nó có vừa chưa. Nếu chưa vừa các bạn chỉnh lại, bởi vì là cái này mà để cho gia vị mà giới thiệu các bạn một định lượng cụ thể một chuẩn 100% thì nó hơi khó. Với nước như thế là các bạn phải nấu quen bao nhiêu đậu, bao nhiêu chuối, bao nhiêu nước, bao nhiêu thịt, lần nào phải như thế nào, đúng như thế thì mới ra là một cái vị chuẩn. Cùng chỉ hơi nhạt một tí thôi, bây giờ cho thêm một tí nữa là được. Đây mình cho thêm một chút bột canh nữa là được. Rồi bây giờ mình sẽ ninh khoảng độ tầm 3-4 phút nữa thì nó thì là cho ra được. Mình ninh khoảng độ tầm 4-5 phút cái chuối cái đậu rồi thì nó cũng chín nhừ rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra nhé, mình thử này nữa xem nó có ngon không cái đấy. Ngon đấy. Bây giờ mình cho cái rau mình đã thái ra mình cho vào. Cái này nếu như mà các bạn có xuống cho khách ăn đấy, mà các bạn có nồi thì các bạn sẽ để cái rau ở ngoài, khách ăn thì sẽ khách tự cho vào thì nó không bị lát rau. Đấy, thì còn đây là mình nấu cho nhân viên thì mình sẽ múc ra để cho nhân viên ăn luôn, mình cho rau vào luôn. Ơi buffet 150 hai khách. Đấy, nhà mình các bạn chúc các bạn thành công với cái món này. Thì mình đây đang có khách rồi thì mình phải ngừng cái video này để mình làm cho khách cái đã nhé.